sinh viên ngành nào vừa ra trường đã có lương 30 triệu đồng mỗi tháng. Sinh viên mới ra trường thường được trả lương thấp vì thiếu kinh nghiệm làm việc, tuy nhiên, vẫn có những công việc lương hơn 1.000 USD dành cho sinh viên mới ra trường và ít hơn 2 năm kinh nghiệm. Khảo sát lương 2023 của Navigos Group phân tích mức lương của 23 ngành nghề với nhiều vị trí việc làm khác nhau mà các doanh nghiệp trên cả nước đăng ký tuyển dụng. Theo kết quả khảo sát này, Mức lương mà các doanh nghiệp tuyển dụng đặt ra có sự chênh lệch rất lớn giữa sinh viên mới ra trường và lao động có kinh nghiệm làm việc. Thông thường, người có kinh nghiệm làm việc đều được trả mức lương gấp 2 lần sinh viên mới ra trường. Trong ngành xây dựng, bất động sản, cùng vị trí nhân viên hành chính, sinh viên mới ra trường và có ít hơn 2 năm kinh nghiệm chỉ được trả mức lương 350 đến 600 đô mỗi tháng, khoảng 8 đến 14 triệu đồng mỗi tháng. Người có kinh nghiệm làm việc được trả lương 500 đến 900 đô mỗi tháng, khoảng 12 đến 22 triệu đồng mỗi tháng ở Hà Nội và 600 đến 1.200 đô mỗi tháng, khoảng 14 đến 28 triệu đồng mỗi tháng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mức lương nhân viên hành chính ngành thiết bị điện tử cũng có mức chênh lệch tương tự. Sinh viên mới ra trường và có ít hơn 5 năm kinh nghiệm chỉ được trả mức lương 350 đến 500 đô mỗi tháng, khoảng 8 đến 12 triệu đồng mỗi tháng ở Hà Nội và 400 đến 500 đô mỗi tháng, khoảng 10 đến 12 triệu đồng mỗi tháng ở thành phố Hồ Chí Minh. Người có kinh nghiệm làm việc được trả lương 500 đến 700 đô mỗi tháng, khoảng 12 đến 17 triệu đồng mỗi tháng ở Hà Nội và 450 đến 800 đô mỗi tháng, khoảng 11 đến 19 triệu đồng mỗi tháng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngành công nghệ thông tin và viễn thông, cung vị trí nhân viên phòng nhân sự, sinh viên mới ra trường và có ít hơn 2 năm kinh nghiệm chỉ được trả mức lương 300 đến 800 đô mỗi tháng, khoảng 7 đến 19 triệu đồng mỗi tháng. Người có kinh nghiệm làm việc được trả lương 500 đến 1800 đô mỗi tháng, khoảng 12 đến 42 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, trong gần 100 vị trí việc làm của 23 ngành nghề có tuyển nhân sự là sinh viên mới ra trường dưới 2 năm kinh nghiệm được Navi Group khảo sát cũng có khá nhiều công việc có tốc độ tăng lương nhanh, mức lương cao nhất vượt qua con số 1 người đô mỗi tháng. Trong ngành công nghệ thông tin và viễn thông, vị trí nhân viên phát triển phần mềm có tuyển sinh viên mới ra trường, mức lương khởi điểm của vị trí này là 400 USD tháng, khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng ở Hà Nội và 700 USD tháng, khoảng 17 triệu đồng mỗi tháng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian làm việc, khi chưa đủ 2 năm kinh nghiệm thì nhân viên ở vị trí này có thể đạt mức lương 1.000 đô mỗi tháng, khoảng 23,5 triệu đồng ở Hà Nội và 1.200 đô mỗi tháng, khoảng 28 triệu đồng mỗi tháng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong ngành công nghệ thông tin và viễn thông, vị trí nhân viên kiểm thử, kiểm soát chất lượng có lương khởi điểm dành cho sinh viên mới ra trường là 350 đến 400 đô mỗi tháng, khoảng 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau thời gian làm việc, khi chưa đủ 2 năm kinh nghiệm thì nhân viên ở vị trí này có thể đạt mức lương 1.000 đô mỗi tháng, khoảng 23,5 triệu đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự, nhiều vị trí công việc mà nhân viên có thể đạt mức lương 1.000 USD sau một thời gian nắm vững công việc, có dưới 2 năm kinh nghiệm làm việc là nhân viên pháp lý, nhân viên phòng sản xuất trong ngành may mặc dệt may, da dày, nhân viên kế toán tài chính, phòng cung ứng ngành hàng tiêu dùng ngành đại thành phố. Hồ Chí Minh, nhân viên thiết kế kiến trúc, nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên kinh doanh bán hàng, phòng chuỗi cung ứng phòng xây dựng của ngành năng lượng năng lượng tái tạo dầu khí. Thậm chí, có nhiều vị trí công việc lương tối đa của nhóm lao động dưới 2 năm kinh nghiệm vượt qua mức 1.000 USD như nhân viên kế toán tài chính ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Hà Nội, 1.500 đô mỗi tháng khoảng 36 triệu đồng mỗi tháng, nhân viên trung tâm phân phối không ngành vận tải giao nhận, chuỗi cung ứng tại Hà Nội, 1.150 đô mỗi tháng khoảng 27 triệu đồng. Ở ngành năng lượng, năng lượng tái tạo dầu khí có nhiều vị trí công việc mà nhóm lao động dưới 2 năm kinh nghiệm có thể đạt mức lương cao nhất đến 1.200 đô mỗi tháng, khoảng 28 triệu đồng mỗi tháng như nhân viên phát triển kinh doanh ở Hà Nội, nhân viên mua hàng ở Hà Nội, nhân viên phòng phối công ưng ở Hà Nội,